Hello, xin chào cả nhà, kênh Liễu Nga. Thì bữa nay báo cho cả nhà của mình là lúa em cắt rồi, nó đang người ta đang mà xế luôn cả nhà ơi. Bữa nay trời nắng cũng ngon luôn. Rồi hồi sớm nhà em có bắt được chín được có hai con chuột cả nhà, với thêm mới cái chơi nè, em đem đi chiên cả nhà ơi. Chiếc tiền em nhúm lửa lên. Dành đủ chi mấy cá này rồi chút đi ra ngoài kia gom mấy cái bao phơi bỏ vô cả nhà. Cắt lúa bao giờ quá. Củi này nó hơi bị ướt. Mình tranh thủ mình để cho cái chảo thiệt là nóng cả nhà ơi. Rồi bắt đầu em sẽ để mỡ vô cho chảo nó đừng có dính mà cá cả nhà, cá là cái gì cũng chảo á. Hôm qua nhà em cắt lúa cả nhà bắt cũng được mớ chuột mà ăn qua hết mớ xào với qua rồi. Hôm nay còn được có ba con chiên chung với mấy cái chê luôn. Cho cái chảo nóng luôn đặng cho nó không có bị dính cái chảo nha. Hôm qua chiên còn dư lại miếng mỡ là em để lên. Chờ cho cái chảo thiệt là sau bắt đầu em sẽ để cá vô nha. Chiên mấy cái chè trước cho nhà. Dầu mà nó nóng lên á cái nhà nó văng dữ lắm luôn á. Chiên làm hai lần nhiều quá, cái chảo nhỏ quá làm hết. Mình để vô cái nhà mình chở nó sơ rồi nhà nó không có cái bề chi lại, nó không có bị dính cái chảo đó. Thank you.
mình xây vòng vòng cái chảo gì cho nó đừng có dính nghề trên thủ chứ không được, chứ mấy cá ở phía kia vô mấy cái bao vô nó được, không sợ nó chín mưa nó hay gì. Mỡ này nó vàng quá luôn cả nhà ơi. Ui